Xin chào tất cả mọi người. Thì lâu lắm rồi thì bên Huy mới có một cái clip lên một cái bộ dàn array để lắp cho khách. Thì đây mọi người có thể thấy, đây là một cấu hình array mới và được lột xác hoàn toàn luôn. Thì phải nói là gần 20 ngày nay thì mới lên một cái cấu hình array như thế này. Tại vì trong thời gian vừa qua thì những cái sản phẩm mà bên Huy nhập về, đặt nhập về cái chất lượng tốt ý, thì không nhập về được. Chính vì thế là hết hàng, có rất là nhiều khách hàng hỏi bên Huy cũng như là ghé trực tiếp lại công ty của Huy để nhờ bên Huy tư vấn và lắp đặt một bộ, thì bên Huy đã tư vấn và đã từ chối nhận đơn tại vì là bây giờ hàng không có để lắp cho mọi người. Thì thật là may mắn, trong ngày hôm qua thì về được một ít hàng, chính vì thế là hôm nay lên clip, lên sóng ngay một cái cấu hình âm thanh để chuẩn bị gửi cho một anh khách hàng ở tại Bình Định. Thì đây là toàn bộ cấu hình bên Huy đã lắp đặt xong ha mọi người. Thì bộ này thì sẽ sử dụng là một cái bản mixer CMS 1600. Tại vì hiện tại cái bản mixer CMS 1000 hàng cao cấp của bên Huy đã hết hàng, và bây giờ nó chỉ còn lại những cái dòng loại 1, loại 2 thôi, và bên Huy không lắp. Chính vì thế bên Huy đã tư vấn cho khách là sẽ sử dụng luôn cái bản mixer Dynacord CMS 1600 bản cao cấp này. Thì khi nào cái dòng sản phẩm hàng CMS 1000 về thì bên Huy sẽ đổi lại cho khách, chứ bên Huy hoàn toàn không lắp những cái dòng loại 1 cho khách hàng mọi người. Đó, đây là một cái bản mixer CMS 1600 này. Và đây là dàn thiết bị. Thiết bị thì quản lý nguồn điện và micro cao cấp BBS. Và đây là cốt số Wonderfuel 4080S. Thì đây là một cái dòng cốt số mới, và nó đang là một ẩn số của rất là nhiều khách hàng đang theo dõi bên Huy. Đó, thì đây là một cái bản cốt số nâng cấp lên từ dòng 4080. Thì nó sẽ thay đổi giao diện, thay đổi hình thức, nó sẽ quay trở về màu đen. Thì mọi người có thể thấy là nó nhìn nó hài hòa với cái dàn máy của chúng ta hơn. Thì dòng này thì nó bao gồm tất cả các chức năng của dòng 4080 đời trước, với là vẫn 4 in tam out và hỗ trợ súp rời và chất tiếng rất là hay ha mọi người. Đó, và một con đẩy 4 kênh Koraka 18 Plus. Con này thì công suất rất là lớn ha. Thì dòng sản phẩm này thì cũng đã lên sóng rất là nhiều rồi. Đối với cấu hình này thì con đẩy này nó còn dư lại một kênh nữa. Sau này anh em chúng ta lên một cặp monitor nữa thì làm một cấu hình quá là đẹp luôn ạ. Và một con đẩy 2 kênh Wonderfuel 3900 để đánh súp đây ha mọi người. Đẩy đánh súp này, và con này đánh full ha. Đây là tủ máy bên Huy đã lắp đặt hoàn chỉnh rồi. Lát nữa bên Huy sẽ test và sẽ hẹn mọi người một cái clip đi bàn giao cho anh khách ở tại Bình Định nha. Đây là cấu hình loa chính. Bộ loa này thì toàn bộ là sử dụng loa AD. Đây là loa Array 40AD mẫu mới này mọi người. Mọi người có thể thấy là mang một cái giao diện mới, logo mới luôn. Thì như Huy đã chia sẻ ở clip lần trước, đó là từ 2022 thì bên Huy sẽ lột xác hoàn toàn, sẽ đưa lên một cái dòng phiên bản mới sử dụng logo mới. Dòng này thì có chất lượng rất là tốt, chất âm hay và giá cực kỳ hợp lý ha mọi người. Đó, cấu này sử dụng là 3 cặp array và một cặp súp hầm. Đây là súp hầm đôi 50 của AD. Đó, đây cũng logo mới luôn ha mọi người. Một cái cấu hình này rất là đẹp. Đối với sân khấu chúng ta đánh 5-600 khách thì một bộ này quá là chuẩn rồi. Nếu mà mọi người làm chuyên nghiệp có sân khấu thì mọi người nên đầu tư thêm một cặp loa monitor nữa ha. Đó, đây là toàn bộ cấu hình. Thì trong thời gian vừa qua, lý do vì sao mà rất là nhiều khách hàng ghé qua bên Huy nhưng mà bên Huy từ chối nhận đơn. Tại vì do là sản phẩm, cái linh kiện, cái củ loa bát, của loa chép của AD hết hàng. Chính vì thế, mình không thể nào lấy những dòng sản phẩm phổ thông ở ngoài chợ để lắp cho anh em được. Chính vì thế là bên Huy đã từ chối nhận đơn, không nhận đơn của mọi người nữa. Khi nào sản phẩm bên Huy về thì lúc đó Huy mới tiếp tục nhận đơn. Và thật may mắn là trong ngày hôm qua đã về, hôm nay về được một số ít hàng thôi. Thì hôm nay sẽ lên sóng luôn cái bộ array đầu tiên cho anh khách ở tại Bình Định. Bây giờ xin mời mọi người xem bên Huy setup và test chất lượng của cái bộ sản phẩm này, loa đồng bộ AD series mới và đẩy thiết bị xử lý của Wonderfuel, xem cái chất lượng âm thanh nó như thế nào nha. Hiện tại thì bộ này Huy đang setup loa súp rời, đây là loa array này. Bên này là súp. Đó. Ok, lên loa array ha. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đã trắng trao. Như chim non khi ăn còn chưa no, khi có còn chưa ấm. Bây giờ thì Huy sẽ test thử sức mạnh của cái súp hầm 50 đô của AD nha. Mẫu này thì mọi người có thể thấy là bên Huy đang lắp rất là nhiều rồi. Ok, bây giờ sẽ lên full này. Ok, lên súp. Ok,
Anh em nào mà có nhu cầu thì ghé lại trực tiếp địa chỉ số 340 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để là có thể là test thử được những sản phẩm CD mới của AD ha. Và sắp tới thì những sản phẩm CD của AD này, vỏ thùng này, vỏ thùng súp, vỏ thùng array, vỏ thùng súp đơn, rồi tất cả các loại thì bên Huy đều có cung cấp vỏ thùng để cho anh em chúng ta nâng cấp nha. Những anh em nào mà có nhu cầu nâng cấp âm thanh này hoặc là setup âm thanh thì hãy liên hệ ngay cho Huy theo số hotline ở trên clip nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau ạ. Tạm biệt mọi người.